Thầy ơi, căn nhà hoàn công nhưng mà chỉ ngang ngửa với đất khu vực này thôi. Tiếp tục vào việc anh chị ơi, bỏ ra 500 hoàn thiện căn nhà này, đẹp mê luôn anh chị. Đây, căn nhà này đang cần ra gấp lắm quý anh chị ơi, tính ra nó chỉ ngang ngửa với đất khu vực này thôi. Anh chị xuống đây hỏi hàng xóm sẽ biết nha. Một căn nhà giao thô 2 lầu 1 trệt, diện tích đất là 96m2, thổ cư hết quý anh chị ơi. Và nhà đã được hoàn công luôn rồi. Diện tích xây dựng của căn nhà này là 200m2, được công nhận trên sổ rõ ràng quý anh chị nha. Về anh chị mình chỉ cần bỏ ra loanh quanh khoảng 500 nữa thôi là hoàn thiện lại theo ý muốn của mình, nó đẹp mê luôn anh chị nha. Hiện tại bây giờ là anh chủ anh đang cần ra gấp lắm quý anh chị ơi. 3,55 tỏi quý anh chị, không phát sinh thêm mà còn nói chuyện anh chị nha. Căn này em nghĩ là về chỉ cần bỏ ra khoảng trên dưới 500 là anh chị mình đề co và hoàn thiện theo ý muốn của mình, rất đẹp luôn quý chị. Cái đường này nó lên tới 20m anh chị, là tính cả vỉa hè nhá. Đây là ở đâu? Đây là ở đâu? Phường Tân Đông Hiệp, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, nhưng gần Vincom Di An, gần ngã tư 550. Trời ơi, 2km thôi, toàn nhà lầu thôi ha. Ở đây là chủ đầu tư xây nguyên dãy luôn quý chị, xong rồi là mình về tự hoàn thiện đó quý chị ha. Đó, nhà hoàn công hết luôn và cả cái khu này đồng bộ rất là đẹp. À, nếu mà xuống đây hỏi hàng xóm mà đúng là căn nhà này chỉ ngang ngửa với đất khu này thì anh chị ủng hộ giúp em nha. Đầu tư hay ở đều thắng anh chị nha. Nhà giao thô thì đang để là như thế này, anh chị về tự hoàn thiện anh chị nhá. Phòng khách của nhà mình đây nhá, chỗ này là cầu thang lên lầu. Phía sau đây sẽ là khu vực nhà ăn, nhà bếp của mình sau đây. Và ở phía sau cuối này đang có một miếng đất trống này, anh chị có thể bố trí thêm một cái phòng ngủ dưới ở đây, tùy anh chị nhá. Lên lầu quý vị. Trên lầu đó quý vị, cái view này mình nhìn ra là cái chung cư luôn, anh chị thấy cái chung cư đâu? Chỗ đó là đường DT743 đó nha. Chỗ đó anh chị chạy thẳng xuống Vincom nha, còn chạy thẳng về Thủ Đức được luôn nha. Về Thủ Đức mà ngay chỗ cầu vượt sóng thần với chợ đầu mối nông sản Thủ Đức đó quý vị. 5km, rất gần luôn. Để thông tầng như thế này anh chị, về bố trí chỗ đây một phòng ngủ. Ở trước đây là trước đây anh chị mình làm một phòng ngủ hoặc hai phòng ngủ đều được ha. Làm một cái phòng ngủ master lớn ở đây ha. Lên lầu 2 được quý chị. Lầu 2. Hai cái sân quý chị, một cái sân sau, một cái sân trước nha. Ở đây là lầu 2 nha. Đây sân sau nhà mình đây, phía trước đây chỗ này mình sẽ bố trí phòng thờ. Cái này sẽ là công năng là phòng thờ ở đây này quý vị. Phòng thờ ở đây hoặc là có thể tăng phòng ngủ ở đây, đó là tùy ha. Trước đây sẽ có một cái sân trước nữa quý vị nha. Đó, diện tích đất là 96m2, ngang 5, dài 19, hướng đông bắc, anh chị nào tây tứ trạch là hợp nhá. Đường này đường 20m lận, xe cộ đi ra đi vào thoải mái quý vị ha. Ở đây rất là đẳng cấp và sang trọng quý vị ơi. Anh chị nên nhớ là 3,55 tỏi, có ngay căn nhà giao thô ha, 2 lầu 1 trệt. Cái này chỉ ngang ngửa với đất khu này thôi. Anh chị ơi, cứ xuống đây xác nhận nha. Đó, em Hải review là đúng đủ chính xác minh bạch công khai. Anh chị xuống đây xác nhận, nếu mà đúng như vậy thì ủng hộ giúp em. Em xin cảm ơn.